Hello mọi người, mình đang quay cho mọi người. Đây là cây hoa súng ta nhé. Cây này thì nó cũng ngắn thôi, tầm hơn 20 phân thôi mọi người ạ. Hơn 20 phân một chút. Nhưng mà đã có nụ hoa rồi nên mọi người yên tâm là cây này có nụ hoa rồi nhá. Đây. Nó ngắn ngắn vậy thôi. Kể cả những cây giống ấy, cây giống mà nó kém hơn này một chút mà lá nó to lắm tầm này rồi ấy. Mọi người kể trồng tầm hơn chục ngày là nó đã ra bông rồi. Đó. Tầm 15-17 hôm thôi là nó đã cho nụ hoa, nên mọi người yên tâm là giống này rất dễ sinh trưởng và phát triển. Và nó vươn theo nước, cái độ sâu mình mong muốn. Ví dụ như các bạn 50 phân nước, 60 phân nước, thậm chí là 1m, 2m thì là nó cứ khê lên. Cái lá này nó dài, nó vươn theo như mọi người đang nói. Cái lá ngắn nó chỉ tầm 20 phân nhé. Là này mình đo này, nó có thể lên tới 40 phân mọi người nhé, 40 phân. Mực nước là mình để tầm 35 thôi. Đấy, mực nước mình để tầm 35. Cái lá nó đã vươn dài, nó trải ra đến 40 rồi. Nên nó chịu được độ sâu lên tới gần 3 mét nước, thậm chí là đến 3 mét. Nhưng mà thực chất là hồ sâu thì nó sẽ khó lấy cây hơn. Nên là mọi người nếu mà kinh doanh cái ngó súng ấy để bán các quán ăn lẩu ấy, thì mọi người để cái tầm nước vừa tới thôi, đừng có sâu quá, tầm vào 1,5 mét là có thể thu hoạch ngó to và dài rồi. Đây là dòng hoa súng ta mọi người nhé, dòng hoa súng ta này, cây sẽ cho nụ hoa như thế này. Khi mọi người cấy xuống thì cái mực nước sâu mọi người nên cấy ở gần bờ để cho xong nó vươn dài ra, thì lúc đấy thì mình cởi xuống sâu. Còn nếu như mọi người mực nước mà có thể cho thấp xuống thì mọi người cho thấp, xong rồi mọi người tăng dần lên để cái độ dài của cái ngó hoa, là cái hoa này ra ngó nó dài ra thì nó thu hoạch nó sẽ được nhiều và nó mập, ngó hoa hoa nó sẽ to đấy. Còn đối với những cái bạn mà lấy bông hoa thì chúng ta bán hoa thì chúng ta nên để ở cái độ sâu tầm 50-60 cm nước thôi là vừa, do dễ thu hoạch, mình có thể lội hay bơi thuyền đều được. Còn những bạn lấy ngó thì chúng ta có thể để ở độ sâu 1-1,5 mét là vừa tầm. Đó. Cây này thì các bạn có thể mua cây giống, mua củ giống đều được. Các bạn ở xa thì mua cây giống thì nó không đảm bảo cho lắm, tất nhiên là nó vẫn tươi nhưng mà quá trình của nó hồi phục lại nó lâu, nó bằng gần như quá trình của củ luôn. Thì mọi người chúng ta mua củ thì nó sẽ rẻ hơn. Cái này thì mình bán cả cây giống cả củ cho các bạn lựa chọn, giá thành cũng rẻ thôi. Cây giống thì nó cũng vào hơn chục, hai chục tùy số lượng mọi người đặt. Nếu các bạn đặt cây giống, cây nhỏ, cây sẵn nụ hoặc là củ giống, mỗi loại nó lại có giá khác nhau. Có gì thì các bạn mua cây giống thì alo mình, số điện thoại là 0983 517 796. Mực nước tối đa là gần 3 mét mọi người nhé, và thấp nhất tầm 20 cm nước là ok rồi ạ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu mà các bạn muốn chi tiết thì các bạn vào Zalo cho mình, số điện thoại là 0983 517 796. Cảm ơn mọi người đã xem video.